Các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để ươm một cái cây xoài. Ở đây là một trái xoài rất là ngon, trái xoài ở miền Tây. Thì chúng ta sẽ thường thì chúng ta ăn xoài, nhưng mà chúng ta ít để ý là cây xoài nó lên như nào. Thì đầu tiên là chúng ta cắt để chúng ta lấy cái thịt của trái xoài chúng ta ăn. Trái xoài rất là ngon đấy. Ở đây tôi cắt ra, chúng ta lấy cái hạt. Thế sau khi mà chúng ta ăn và chúng ta lấy giữ lại cái hạt của quả xoài, chúng ta đem cái trái xoài chúng ta phơi khô cái hạt đi. Đây là cái hạt sau khi đã phơi khô. Đây là hai cái loại giống xoài khác nhau. Thì sau khi phơi khô cái vỏ bên ngoài, rửa sạch và phơi khô thì chúng ta cắt cái đầu để cho nó tách, chúng ta lấy hai nhân bên trong để cho nó dễ ra mầm. Ở đây là cái cuống của trái xoài này, chúng ta cắt theo cái viền này thì nó rất dễ tách quý vị. Chúng ta cắt này. Sau khi cắt thì quý vị tách cái vỏ ra. Cái này thì nó rất dễ tách. Tách chúng ta lấy cái hạt bên trong. Đây là cái vỏ và cái hạt. Ở đây trái xoài này là rất là lép, siêu lép. Vị ăn rất là ngon, ngọt. Chính vì vậy tôi muốn giữ lại cái giống này để trồng. Trái xoài rất là to nhưng cái hạt rất là lép. Đây quý vị có thể thấy là cái nhân của trái bên trong nó chỉ có hai đốt ngón tay thôi, chưa đến hai đốt ngón tay. Thế sau khi lấy được cái nhân của cái hạt xoài thì chúng ta sử dụng giấy. Quý vị sử dụng giấy thì quý vị cuốn lại. Chúng ta sử dụng giấy để chúng ta cuốn lại. Thế quý vị lưu ý này, khi mà quý vị cuốn ấy thì quý vị phải biết là cái đầu chúng ta khi mà tách ra chúng ta rửa cái đầu này. Cái đầu thường nó có cái mầm, quý vị có thể nhìn thấy cái mầm đây. Và khi quý vị cắt thì quý vị nhìn thì quý vị để ý là thấy nó có cái mầm. Thì đây chúng ta có cái mầm của cái trái xoài. Chúng ta đặt cái mầm nó lên phía trên. Chúng ta đặt xuống dưới cũng được, không sao, nhưng mà đặt xuống dưới thì khi mà cái mầm nó lên nó sẽ khó lên, nó vẫn bật lên được nhưng mà khó lên. Sau đấy các quý vị cần ngâm vào nước. Ta chuẩn bị sẵn một cái ly nước và chúng ta ngâm vào nước. Sau khi ngâm vào nước khoảng 10 phút thì quý vị chắc hết nước đi. Và chúng ta cứ giữ nguyên để cái xoài này trong cái ly này. Và sau khoảng 3 tuần, 3 đến 4 tuần thì cái hạt xoài nó sẽ nảy mầm. Và đây là cái hạt xoài mà tôi đã làm cách đây 1 tháng. Thì quý vị có thể nhìn thấy là ở đây chúng ta là cái giấy cuốn này. Đấy, chúng ta có thể bóc ra để chúng ta quan sát bên trong. Ôi, hết sức là tuyệt vời quý vị ạ. Hết sức là tuyệt vời. Chúng ta bóc ra. Bóc lớp giấy, bóc lớp chúng ta xem. Thì thực tế thì quý vị có thể là không cần phải bóc cái này, quý vị có thể đem quý vị
trồng luôn, ươm luôn vào đất. Sức sống rất là mạnh liệt. Quý vị có thể thấy đây là cái phía đầu của cái ngày xưa là cái cuống của cái quả xoài này, và cái mầm nó, đây mình sẽ xem cái mầm nó lên từ đâu nha. Ồ, cái mầm nó nảy lên từ cái nhánh, từ một cái nhánh rất nhỏ này quý vị, và nó bật lên. Còn lúc đầu mình nhìn cái tưởng tưởng như cái này là cái mầm, nhưng mà hóa ra đây lại là cái rễ, nó mọc sâu xuống, quý vị nhìn thấy đấy, hai cái rễ rất lớn đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đem cái này, chúng ta sẽ quý vị sẽ trồng vào một cái bồn, sau đấy mình sẽ cho đất lên và cây xoài sẽ mọc lên rất là khỏe và đẹp. Như vậy là chúng ta đã có một cái cây xoài giống. Bây giờ chúng ta sẽ đem trồng, và một tuần sau chúng ta lại xem là nó phát triển bộ lá như nào nhé. Xin hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo.